cái gì nó cũng kiểu như nhỏ nhỏ nhỏ, cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt nhanh. Cái gì cũng nhỏ 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 là sao? Cái người á, cái mắt mũi miệng cái gì cũng nhỏ. À vậy, nghe tôi tò mò ta. Nhìn em gái coi thấy sao? Nhìn bạn gái thì dễ thương, mi nhon. À không luôn, cái đó không quậy. Xin thì là dậu vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái trước nha. Xin chào MC Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia ạ. Em tên Đồng ạ, năm nay 30 tuổi, em làm nghề xây dựng ạ. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì cụ thể á? Dạ làm hết luôn ạ. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức rồi. Là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa. Bách Khoa ra. À rồi kỹ sư xây dựng đó. Dạ. Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú. À dạ. Mở công ty riêng mình luôn ha. Dạ dạ dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Đồng là gì? Dạ ưu điểm của em là có chí chịu khó, chịu cực chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Dạ. Lý lịch trích ngang của Đồng bên đây là vậy đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? Dạ ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. À, em khá là tự lập á, với lại là em thích sự gọn gàng sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em á là em nấu ăn không có được ngon, với lại em có một cái tính đó là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với lại mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á, dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á, cái người bạn nhiều khi đó, nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì sao? Thật ra bên nhà gái rất là gọi là lanh, tự tin nha, lạc quan luôn á. Dạ, bên nhà trai hơi hiền, nhút nhát chút xíu nhưng mà cũng rất là bản lĩnh luôn. Em trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có 1-2 mối tình rồi ạ. À. 1 hay là 2 hay là 1.5? Dạ một mối tình là được 6 năm ạ. À. Còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi. Là cái đó. À dạ. Học sinh rồi. Dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bạn nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng. 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời? Dạ. Vậy thì dạ. Giận biết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay là giận... tự em rút lui? Giận là giận luôn đó. Em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Dạ. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Dạ, cũng còn chút đỉnh thôi ạ. À. Dạ. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Để tôi qua tôi ngó. Nghe chút đỉnh là nhà gái qua liền đó. Dạ, dạ chào bạn. Mình còn nhớ chút đỉnh là sao? Có còn vấn dương không? Dạ không ạ. À. Giống như phép chia đó chị, chia hoài để nó dần về không chứ không bằng không được á. Bây giờ ví dụ người ta kêu, ta có ý người ta quay lại là sao? Dạ không, không đâu ạ. À. Dạ. Không đâu ạ à, là sao? Là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối? Dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng... Dạ. Có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không? Rồi tức ok. Tức là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu, tôi mới gả gái qua cho chứ... Mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha. Đúng rồi, nhạy cảm lắm đó. À. Mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa. Thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó. Dạ, dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu thì mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè? Dạ người yêu hiền, biết chăm lo gia đình, nhìn có duyên. Có duyên, cô này có duyên lắm, dễ thương lắm.
lanh lẹ, người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ nhỏ nhỏ, cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt, nhanh. Cái gì cũng nhỏ 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 là sao? Cái người á, mắt mũi miệng cái gì cũng nhỏ. À vậy yeah. Nghe tôi tò mò quá ta. À để coi có gì nhỏ 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 nhỏ, gì cũng nhỏ nhỏ chút, nhỏ nhỏ ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Để qua kiểm tra nhà gái coi sao nha. À chào cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ha. Nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi, có ý kiến gì không? Có sợ là quay trở lại với mối tình nữa không? Ờ, dạ anh, là đối với cá nhân em á, ví dụ như khi mà cái người đó mà họ ra, họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực. Thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được. Cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn. Tại vì mình nghĩ rằng là mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi. Hay quá. Chị chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối thì nó kinh nghiệm nhỏ ha. Mà em yêu dữ. Hơi nhỏ mà yêu quá ha. Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ. Ồ. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á, thì xảy ra nhiều cái xung đột và tụi em cãi nhau nhiều á. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới. Chính là chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn. Dạ. Chính ra cô gái bên đây lạc quan hơn, gọi là trải nghiệm nhiều hơn. Mạnh mẽ quyết đoán. Mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa đó ha. Mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á. Với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em. Tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo, em thích dữ lắm. Cho nên là em cũng mong muốn họ cũng cái sở thích giống như mình luôn. Dạ. Em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong trong tình yêu á. Và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn. Bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình á, người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống, như là công việc nhà chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống. Rồi. Nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có nhà nuôi chó mèo nào không? Dạ em thì khoái chó mèo lắm, nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ. Dạ, có yêu, có chó, yêu mèo, chó mèo em ơi, yêu động vật lắm. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân thôi. Đúng rồi chứ... mình gặp người thân đi. Dạ em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với lại em gái của em ạ. Dạ xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Vi, em gái của chị Viễn. Hồi nãy giờ theo em quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ. Em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ em đi với em Trường ạ. Xin chào chú Hường Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là tên Đông, em có đồ có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì chắc thấy chị bên này cũng có nét, thì cũng nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc chị cũng thể hợp nhau. À, hợp nhau hả? Thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau, biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc. Mở rào. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em nhìn chàng trai này thấy sao? Dạ, cao ráo đúng với tiêu chuẩn của mình không? Dạ đúng ạ, thấy ảnh cao ráo ạ. Dạ. Còn em trai nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái thì dễ thương mi nhon. Rồi bây giờ mình về vị trí đi. Cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á, mà anh cảm nhận là như thế nào? Có giống em không? À giống em. Ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến, và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Nói chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mỗi công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau nữa là anh muốn là về quê anh ở Kiên Giang á. Thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á, thì anh mong muốn là cái người tương lai của anh là sẽ về quê đúng không ạ? Đúng rồi. Thì thật ra cái vấn đề làm dâu á, thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề đó mà anh. Tại vì nhiều khi nó liên quan tới, ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ. Rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không? Em không cần phải giàu có, em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi. Tại vì cái ngành của em á, khi mà về quê thì nó rất là khó làm. Dạ. Em có sợ khổ không? Khổ thì em không sợ khổ, nhưng mà em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á, họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là
mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ. Có nghĩa là cái tâm của mình nó vui vẻ lạc quan. Thì anh có làm được cái điều đó không? Được em. Dạ. Chắc chắn được. Được là được nha, chứ không phải lên sóng truyền hình kia. Dạ được nha. Hay đó. Tức là mình sống có thể khổ nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được. Dạ. Bây giờ hẹn hò thế nào các bạn? Ví dụ như anh bình thường đi làm á, anh làm anh có hay tăng ca không? À quên, anh là chủ mà hả? À quên, anh là chủ mà hả? Cũng dạ. Tự làm đêm nhiều lắm em. À, làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á. À. Anh có thời gian rảnh rỗi không? Có chứ. Dạ. Sắp xếp được hết. Cuối tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ? À, nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à, không có ràng buộc gì. Với lại anh thì cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn rồi mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Xỉn thì là ngủ. Nhậu thôi. Vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ anh ạ. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu, cho nên là anh cũng yên tâm. Thật ra bạn ấy đã làm giám đốc công ty, tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm, là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha. Anh nghĩ rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau rất là đúng nhiều. Đúng rồi, thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó hơi ngần ngại. Cho nên chắc có lẽ là hai bạn cần phải đúng rồi tiếp xúc với nhau gần hơn một chút, chạm tay nhau để xem coi là ví dụ chúng ta cần có luồng điện nào chạy qua người không. Nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi. Thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó? Thì mong muốn bạn gái là sâu sắc chút, biết chăm lo gia đình nữa đó. Còn em thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng, có cái cãi nhau thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ gì giữa mắt tay đối tác vậy, nắm tay nữa người, hai cái tay nữa người, nhìn nhau hát một câu nào đó. Tại vì em hát cũng không hay lắm á, cho nên là hy vọng là anh nghe được. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi nỗi đau còn vương lại, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Em quên, em nhớ đó hả? Tại thực sự là em chuẩn bị hát cũng dài đó, em quên. Em dùng hơi quên. Rồi, ok, trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu luôn. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Hãy giữ lấy, nắm chặt tay cô ấy, đừng buông ra. Hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Rồi, đây là những món quà mà chúng ta sẽ nhận được từ chương trình. Hãy đưa đi những cái nơi nào các bạn có thể thích và hãy nói nhau những lời yêu thương nhất. Chúc các bạn hạnh phúc. Nó có hơi chênh lệch chút xíu. Chênh lệch về ngoại hình thôi. Wow. Nhưng mà thật sự ra hai bạn này mà ôm nhau thì sẽ có một cái hình ảnh rất là lãng mạn. Bởi vì bạn gái sẽ rất là nhỏ xíu ở bên cạnh bạn trai. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy mau đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ, chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin, trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước ạ. Ôi hài quá vui. Nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo già không?
Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Chào chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Văn Lâm. Hiện tại em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương. Đang làm việc tại quận 9. Lâm làm gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho một công ty Nhật Bản. Dạ, tức công việc của con tức là con chuyển giao cái công nghệ từ bên Nhật Bản chuyển về Việt Nam. Về máy móc đó hả? Dạ. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Việt Hà, em sinh năm 2000. Em đến từ Bình Dương và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Lâm hỏi coi Bình Dương chỗ nào đó. Dạ em ở Dĩ An ạ. Vậy là gần anh luôn á, anh cũng Dĩ An đây nè. Bây giờ thì ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Lâm? Dạ thưa chú Quỳnh Linh, thì con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao, có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Được. Con cũng không hút thuốc, biết nấu ăn để ăn thôi, chứ không ngon chứ. Có đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Có đam mê nghệ thuật nhưng mà không hát hay. Con là quê đâu? Con ở Ninh Thuận chứ. Bây giờ mình sống Bình Dương, sống với ai? Con hiện tại con sống một mình. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em đó là em đôi khi bị hoang tưởng chứ. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng, ví dụ là con đi đi đâu á, con đi công ty hoặc lại đi đâu trên đại khái thôi, tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con rồi. Vậy dạ, về nhà cái hoang tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nó thích mình. Nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm. Dạ. Tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi, còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào, chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin. Một khao khát để một người ta thương mình đó, tạo nên cái sự ảo tưởng đó. Dạ đúng rồi, ảo tưởng đó. Ảo tưởng sức mạnh đó. Trên mạng giờ hay có anh hay nói vậy. Ý là em biết sức mạnh em yếu thôi, nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết gì. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á, mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không? Mình có nói cái điều mình nghĩ không? Dễ gì dám nói. Không dám nói chị, tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi. Ví dụ như ở trên công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em, nhiều khi ngại ngại lắm. Rồi về nhà cứ tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ bạn nói lấy mình gì đó. Vậy nó hoang tưởng nguyên công ty luôn á. Dạ không chú, ít hả chú. Bây giờ thì cái sự ảo tưởng hoang tưởng nó biết rồi, nhưng mà bây giờ con có mấy mối tình rồi? Dạ con thưa chú là con có 3 mối. Chính ba có 3 mối. Mối dài nhất là mấy? 3 năm rưỡi chú. Cái mối thấp ít nhất là bao nhiêu? Là được 6 tháng. Thôi 6 tháng bỏ qua đi, 3 năm rưỡi đó. Vì lý do là hai người không có cùng cái chung quan điểm sống, với lại là sở thích nó hơi khác nhau chú. Đi ăn uống có một số món ăn không được, trái ngược nhau chú. Con ví dụ con ăn không sầu riêng không được. Rồi xong bạn nữ cứ rủ đi ăn sầu riêng. Riêng không à. Coi như là cuối cùng là chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ thì mối tình đó thì cũng hay hơn xong chia tay 2018 á chú. Bây giờ có vương vấn gì cô nào nữa không? Hình như chắc không, nhưng mà ý là tưởng tượng thôi chứ không có vương vấn gì nhiều. Lan nhìn nó coi Lan. Vì Lan yêu con không? Dạ, chắc có biết gì chú. Tức là sao? Ai mà nhìn em cái tối về mà nằm mơ thấy người ta là em nghĩ người ta thích em hả? À? Dạ, nhưng mà cũng kiểu như là tùy trường hợp nữa chị. Trời ơi, thôi, sáng mai chú gọi điện thoại cho con nha. Dạ, xíu chú cho con số điện thoại đi. Rồi, chút xíu cho số điện thoại. Không, chị tối nằm mơ nó thấy mấy người. Đừng thấy tôi nha. Thấy tôi nó khác à. Chào chị dễ thương lắm em ơi. Dạ. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình và khoảng 4 năm. Trời ơi, sinh năm 2000 mà có mối tình kéo dài 4 năm. Là yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Lớp em 10, lớp 11? Yêu từ đầu năm đại học. À đầu năm đại học. Đúng rồi, mình tính sai rồi mọi người. Mình còn chưa nhận kia bị sai. Mà yêu 4 năm là cũng sâu đậm lắm á. Do cảm thấy không hòa hợp với nhau nữa cho nên là cũng đưa ra quyết định chia tay. Bây giờ thì con muốn
có một người yêu lý tưởng thế nào Lâm? Dạ, mỗi người cô thích thì về ngoại hình thì có chiều cao tầm 1m58 cộng trừ 3cm. Con thích một bạn nữ có má lúm đồng tiền. Dễ lắm. Trời ơi. Tóc dài. Giờ còn về tính cách thì con thích có hai dạng, một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Thì bây giờ lỡ mà đang quen một cái bạn mà vô cùng ngây thơ, cái gặp một bạn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, tức là em sẽ chọn cái người trước, quen trước. Đúng rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà tôi thấy bên kia có cái ngây thơ rồi đó. Có má lúm đồng tiền. Có. Chào bé, 2000 đây hả? Ngay có đồng tiền. Có đồng tiền luôn. Dễ thương. Tiền điếu dễ thương. Dạ. Lắm. Con chọn tiêu chí người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ. 93 hợp rồi đó. Ba má con dặn vậy đúng không? Thầy dặn hả con? Hay là thầy bói dặn? Cái này thì con vô tình con đọc được một quyển sách thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp rồi. Trời, đọc sách xong nó theo sách luôn rồi. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Dạ con không gia trưởng nhìn mà con hiền khô à. Ừ, hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước ạ. Ôi còn hai giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo da không? Đôi lúc thì con cũng hay vậy. Cuộc sống đôi khi nó cũng khùng chút nó vui. Chú đôi khi chung khùng bạo luôn á. Thời trang phan thời tiết. Đúng sao? Rồi. Mà hôm nay trời lạnh không sao. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ thưa chú Quỳnh Linh, hôm nay thì con đi với lại một bạn đồng nghiệp. Vâng, xin chào chú Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Thì trong công việc ấy, thì Lâm cũng rất là hòa đồng, thoải mái với mọi người. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội có thể tìm hiểu, có thể đến với nhau. Lâm có bao giờ nằm mơ thấy em chưa? Cái đó chắc là em không biết, nhưng mà chắc là không được đâu. Vì mơ tới thì... Mơ nó cũng dám nói đâu. Ừ, đúng rồi. Rồi xong. Vậy là nhà gái yên tâm chưa? Nhà gái yên tâm phần nào? Người nhà của nhà gái này em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và anh chị ạ. Trời ơi, có bố mẹ luôn. Có bố mẹ rồi đó nha. Xin chào hai MC bên nhà trai, chào khán giả đang coi truyền hình và trong hội trường ngày hôm nay. Con gái của tôi thì đang học năm cuối đại học trường tiểu học. Cháu cũng có chí tiến thủ trong phong trào chống dịch vừa rồi. Cháu cũng tham gia đội quân tình nguyện cùng với bố làm trong công tác là tổ an toàn Covid của khu phố. Bạn trai bên này thì thấy cũng chứng chạc, trưởng thành cũng là kỹ sư rồi. Thì tôi bản thân tôi thì cũng là kỹ sư. Hay quá. Năm 29 tuổi thì tôi cũng mới lập gia đình. Tôi thì có hai cháu gái, đây là cháu gái lớn. Dạ, nguyên một gia đình mình đi luôn. Còn đây là bà xã thôi. Cái bạn trai bên này thì cũng trưởng thành, thì các cháu, các con cứ tạo cho nhau một cơ hội. Còn cái học có lấy nhau không đó là vạn sự tùy duyên. Em trai nói gì vài câu với... Dạ, con chợt vào câu chú tiếp nữa. Dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì con nghĩ là cũng có duyên với cô chú. Tại vì thứ nhất là con cũng ở Dĩ An nữa. Con thì làm giờ hành chính thôi, thứ bảy thứ sáu thôi. Thứ hai thứ sáu rồi bạn nhật nghỉ thì nếu có thời gian thì con cũng bỏ nhiều thời gian để hẹn hò bé như thế nào, thử xem nếu mà gia đình cảm thấy con phù hợp thì tạo điều kiện cho con. Dạ, là kỹ sư hết, có thể hiểu nhau rất là nhiều ha. Bây giờ mở rào. Bắt đầu đi em. Đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em. Tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Dạ, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Thứ nhất là một tiệm chấm thiệp do tay em tự làm. Đây là một món quà về một chiếc cốc xinh xắn. Thì em mong là anh sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống nước mỗi ngày. Anh cảm ơn em nhiều nha. Nè, mình khoe với mọi người đó. Rất là đẹp mọi người ơi. Nãy giờ nói chuyện em, mỗi nào em thấy anh sao? Cũng khá giống với những suy nghĩ mong đợi của em. Anh cảm ơn em. Anh, dạ, nghĩ em sao? Anh thấy em như thế nào ạ?
Anh thấy em thì cũng dễ thương. Dễ thương á. Biết được em và với anh thì anh cũng thích. Cũng nó dễ tiện, ví dụ hẹn hò thì nó cũng tiện. Đi chút xíu à. Ngày gặp như cũng được à. Thường ta từng gặp lần hai lần á. Mày ngày gặp đã như cũng được. Chú lộn cũng vậy vụ đó đó. Anh có ngại không khi mà quen một người chưa có công ăn việc làm ổn định như em? Đâu, đâu gì đâu, thì hồi xưa anh như sinh viên anh cũng đâu có việc làm đâu, thì ra trường rồi mới có việc làm, rồi mình tìm hiểu công việc của mình như thế nào, rồi cái khả năng của mình như thế nào, rồi xong rồi mình đi hướng nào, rồi đi theo hướng nào trước, rồi mình cái ngành mình học là cái gì á, rồi mình đi theo hướng đó thôi, từ từ không có kinh nghiệm, từ từ sẽ có kinh nghiệm rồi đi làm thôi. Nếu mà em chưa có công việc làm thì lấy nhau thì anh nuôi em được mà, đâu có gì đâu. Trời ơi. Mà giờ nè, Lâm ở trọ đúng không? Dạ. Nhà em gái thì có gia đình ở sát bên luôn. Không biết Lâm có thể ở rể được không Lâm? Con thì không sao, chỗ nào mà bạn nữ thấy hạnh phúc thì con sẽ ở đó thôi à, chứ không. Hay quá. Vậy nhà trai thấy ổn không à? Giống tôi nữa, tôi cũng hai đứa. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em á thì khoảng 2 đến 3 năm nữa. Dạ. Ở nhà được rồi đó. Là đúng thời điểm con tích cóp luôn á chứ. 2 năm anh thấy cũng ổn á. Thì nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con nó không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. À dạ dạ. Dạ dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời mới có chút xíu mà nó sợ yếu. Là qua 30 là yếu. Sợ gì thay thôi, nhưng mà chắc cũng không đến nổi đâu. Em trai bước tới nắm tay em gái đi. Đó, hát một câu hát gì đó, giao lưu âm nhạc gì đó. Em có một bài hát hát dở lắm. Anh nắm tay em xíu nha. Người yêu ơi có biết anh đã yêu em rất nhiều. Chẳng có những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn được cho che mỗi khi đông về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Hát được mà, Lâm hát hay á. Anh hy vọng là qua chương trình này em sẽ chúng mình sẽ có biết nhau nhiều hơn thì cũng còn với nhau á, thì hẹn đi trà sữa sát bên. Em muốn vừa nào thì anh đi vừa đó với em. Dạ. Em tới đây thì em cũng có một bài hát gửi tặng với anh ạ. Dạ, em hát một đoạn điệp khúc nhỏ. Nắm tay luôn hát. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau ba điều rồi. Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Để những ước mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, cảm ơn em bài hát nha. Rồi, mình bấm cái tối mình hẹn đi uống trà sữa luôn. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đã đến lúc mình lắng lòng lại, con tim mình có thật sự rung động chưa? 1, 2, 3. Hết thời gian. Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, ngay từ bây giờ đừng mơ ai nữa nhé. Dạ, giờ có người ảo tưởng không, giờ con nghĩ với bạn gái thôi. Đúng rồi, được nha. Xíu chú cho con xuống thoại nha. Ừ, nhớ mai báo chú nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ là những phần quà dành cho các bạn. Chúc mừng hai bạn. Những cặp đôi như thế tôi luôn luôn nhớ và khán giả cũng rất là nhớ. Vậy chúng ta cùng nhau chúc phúc cho họ để họ có một cái mối tình hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi luôn quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Em biết là người ta có người khác á. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc á. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này chung tình lắm nè. Thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn á.
Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dành mạch lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Dù gì anh, người chồng cũng là đàn ông ấy, thì ít nhất cũng phải nhiều phụ nữ. Em cho biết chuyện đó đúng hay sai, nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề ấy. Chứ đừng có bỏ đi nha, em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Chúng ta giới thiệu về mình đi bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Em tên là Phan Thị Thu Nga, đang sống ở Đắk Lắk mà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý nhân viên bộ phận sale của một nhãn hàng thời trang Việt Nam ấy ạ. Rồi, mời nhà trai. Em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cùng tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Thái Vũ. Em năm nay 32 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Dạ, em làm phiên dịch viên với kiêm quản lý sản xuất trong một công ty của tập đoàn Mỹ. Tiếng gì? Phiên dịch tiếng gì? Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Dạ. Cảm ơn Sabita. Anh nhớ sao vô. Bạn là sơ bạn gặp Sabita. Không hiểu. Không hiểu. Em rất vui được gặp anh. À. Dạ. Mình sẵn trớn, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi bạn trai. Em thì ưu điểm là tự lập, nói chung là làm được tất cả các việc nhà, với nấu ăn. Đi làm về thì hầu như là em không ăn ngoài. Điểm yếu của em thì em hay thất hẹn. Tối nay hẹn gặp bạn 8:20 nhưng mà có thể là 8:30-9:00 thì em mới đến. Là em đôi lúc hay lê mê á. Em không thích người trễ hẹn đâu, tại vì em là người đúng giờ. Chết màu. Chết rồi chơi gì hết trơn. Không sao em. Cái này là sửa được. Nha. Anh em CEO. Thật sự ra mình đi làm mà mình để trễ giờ nữa nó cũng không có tốt lắm đâu. Trong công việc thì em là nó khác lắm. Okay. Thế đâu là đấy, đi làm là phải đúng giờ. Còn những hẹn những cuộc chơi bạn bè này nọ thì hy vọng là hẹn với bạn gái thì sẽ không có như vậy. Dạ. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nói nhiều nữa, không biết là ưu điểm hay là nhược điểm. Biết nấu ăn. Còn nhược điểm của em thì mê ngủ. Mê coi K-pop ạ. Em thích xem mấy cái ca nhạc của Hàn Quốc ạ. Đúng bài. Mày mốt coi gì mà không hiểu, kêu bên đây dịch. Bên đây dịch. Đó. Với lại có một cái nhược điểm lớn nữa, em không thích những người hay trễ hẹn. Thường thường trễ hẹn làm cái sự chờ đợi của người ta nó khó chịu. Nhiều lúc là công việc theo tính chất công việc ấy, nhưng mà đừng có trễ hẹn quá. Nếu mà lý do chính đáng thì bình thường ạ. Thôi, bây giờ thì bạn Nam cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối dài nhất là 3.5 năm. Còn mối ngắn nhất là 7 tháng. Nhưng mà mình có biết lý do tại sao mình chia tay cái mối tình mà 3 năm mấy không? Em bị khám sừng ạ. Hả? Em biết là người ta có người khác á. À. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc. À. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này trung tình lắm nè, thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Bao nhiêu lâu rồi bạn? 4 năm. 4 năm rồi, vậy thì quên hết rồi đúng không? Dạ, em về Việt Nam tầm 2 năm, nói chung là. Nhưng mà chị Ngọc Lan nói em cái điều này nè, mình thất tình, chia tay, buồn thì buồn, có bị cắm bao nhiêu cái sừng đi chăng nữa, nhưng cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình á, thì mình cố gắng giữ. Chị không biết lúc đó, thời điểm đó là cái công việc của em bên Hàn Quốc nó có quan trọng hay không mà em bỏ ngang em về. Nói chung là, thì đối với chị là nó hơi tiếc á. Thời đó thì em đang đi làm, em nhìn công trình xây dựng á. Thì làm hết được luôn. Nhưng mà đến lúc em bị bắt về, cái người khác thế vào người ta làm. Thời đó thì, mình bị mất đi. Thì nói chung là mình có một cái hối hận nhưng mà thôi. Thật ra là có những bạn trong tình yêu, bạn cũng quyết định cũng đúng, ở đó cũng không làm được gì cả. Đôi khi á, Lan biết không, thất tình á là nó một cái đau khổ kinh khủng, và lúc đó chúng ta không làm được gì cả, thậm chí mình làm nó thất bại bị người ta đuổi chứ còn ghê hơn nữa. Nói chung là Lan vẫn muốn các bạn là sự đối, nhất là đối với đàn ông, sự nghiệp là phải quan trọng. Ai cũng nói như vậy, nhưng mà thử thất tình một lần đi. Thôi chúng ta cố gắng thôi, vậy tức khó là mình lắm. Tình yêu mà tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện thất tình đó, tôi hiểu được cái sự thất tình, đỉnh cao sự thất tình là tất cả đều là hư vô hết, chỉ lúc đó chỉ nhớ đến một người đó thôi. Tôi lại thấy cái phần trách nhiệm với công việc cũng quan trọng lắm. Đó, có nghĩa là Lan chưa thất tình. Có. Chưa. Mối tình đầu của người ta, tình đau khổ muốn chết luôn á. Chưa, như thế là chưa thất tình đâu. Thất tình nó phải dữ dội lắm. Thất tình nó phải đau khổ lắm Lan ạ.
Người ta muốn rời xa điều đó để người ta quên đi hết tất cả mọi thứ. Tức quá. Không có tức đâu. Không, mọi người mỗi quan điểm đi. Vậy đi. Ừ. Mối tình mà buồn có 7 ngày chưa phải thất tình đâu. Trời ơi, người ta ý là người ta khóc 7 ngày liên tục. Trời thiệt á mọi người, tôi chia tay mối tình đầu tới 5 năm sau mới có thể dám yêu một người khác, và tới cả 7 năm sau mới để dám mở xong lại Facebook của người đi. Đó. Hàng triệu người thất tình, người ta quên tất cả mọi thứ hết. Đó chỉ là mình hiểu lầm về sự thất tình thôi. Không, tôi nói là tôi thất tình nhưng mà là tại vì tôi là rất là bản lĩnh, tôi với lại tôi rất là trách nhiệm với công việc cho nên tôi phải làm việc. Em nhưng mà thôi mai mốt. Dạ. Mình nha, mình lại đó không? Ngày xưa em đang còn ít tuổi thì đang suy nghĩ nó nông cạn thôi. Ừ. Giờ bây giờ em rút ra được kinh nghiệm rồi. Ừ. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái sao nè. Xin mời. Ừ. Trời ơi. Làm gì tranh cãi vô thất tình của nhà trai tôi dữ vậy? Nhà gái có thất tình là nào chưa? Nãy giờ tôi thấy mấy người tranh cãi thất tình của à. Tôi á, chứ không phải của nhà trai. Nhà gái dễ thương ha. Bây giờ mong muốn tìm người bạn đời như thế nào? Ừ, dạ, thứ nhất là trưởng thành, có công việc ổn định, có tính quyết đoán, quan trọng nhất là phải trung tình. Trung tình đó. Tao mới bỏ Hàn Quốc tao về Việt Nam đó. Đó, đỉnh cao của sự thất đỉnh tình. Đỉnh cao của sự thất tình nằm ở đó. Đỉnh sau cao của sự đau khổ nằm ở đó. Như thế mới gọi là thất tình. Dạ. Ngoài ra còn ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m7 ạ. Khoảng 1m7 ạ. Tại vì hiện tại em đang cao 1m6 rồi. Rồi. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Tùy tính cách của mỗi người mà chúng ta có một cái cách thể hiện và cái cách đón nhận trong cái chuyện tình cảm nó khác nhau. Chứ không thể nào nói đây là chưa thất tình. Vậy đi. Để tôi về tôi xem coi nhà trai đáp ứng khoảng nhiêu. À, nhà trai tôi đáp ứng khoảng 90% về cái yêu cầu của nhà gái rồi đó. Nhà trai thì mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt, biết đối nhân xử thế. Ok, em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Em thấy hai bạn này hợp không? Em thấy hợp ạ. Hợp hả? Dạ. Em thấy bạn trai thì sao? Bạn trai thì cũng chín chắn trưởng thành. Ừ. Đúng cái mẫu người mà Nga kiểu lý tưởng ấy. Lý tưởng? Ừ. Em có thấy là chị Lan như vậy là có thất tình đúng không? Đúng chị. Đúng, có thất tình nhưng người ta mạnh mẽ thôi. Ok chị. Rồi. Cảm ơn em. Đi với ai? Dạ em đi với anh kết nghĩa của em. Em chào anh Linh, chào chị Lan ạ. Về nhận xét bạn gái bên này thì bạn này cao, dễ thương, trắng. Nếu mà đã quản lý một bộ phận sau thì công việc cũng ổn định rồi. Thì cũng đồng nghiệp với bạn Thái đây, bạn này cũng quản lý bên cái mặt sản xuất. À vậy à? Dạ. Sợ cái trở ngại duy nhất là cái địa lý, vị trí địa lý thôi. Nếu hai bạn mà thực lòng với nhau thì anh thấy cũng hợp ạ. Rồi, ok, cảm ơn em trai. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào xem. Mở rào. Nào, bây giờ là sân khấu của các bạn đó. Không gian của các bạn. Cứ thoải mái đi. Bắt đầu đi Vũ. Có bỏ hạt tập. Em cảm ơn. Anh cảm ơn. Em cảm nhận anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được, cũng chín chắn. Bên em. Đẹp trai không? Dạ cũng đẹp. Đẹp trai á, chị thấy đẹp trai á. Style dạ. Rất là Hàn Quốc. Dạ vâng. Anh thấy em nói dễ, giọng nói dễ thương, da trắng, mặt nhìn dễ thương. Em quan niệm về tình yêu như nào? Em quan niệm về tình yêu thứ nhất là phải trung thủy, thứ hai là phải tôn trọng, và thứ ba là phải có sự quyết đoán. Anh ở dưới thành phố mới Bình Dương. Anh ở Bình Dương. À. Chắc Bình Dương. Địa lý xa như thế thì em nghĩ nếu mà hẹn hò thì như nào? Cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu mà mình có tình cảm thì em nghĩ khoảng cách nó không là vấn đề. Anh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi. Em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Em nghĩ thời gian nó cũng là thích. Nếu có thời gian, nếu mà mình thấy được thì có thể là anh làm về 5 giờ chiều anh chạy lên cũng được. Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống, vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn. Cố gắng nhường nhịn nhau những lúc mà đang nóng giận á, thì cũng đừng có giận lên để cứ tức cá bầm thớt để cứ nói tào lao. Ý anh nói là giận cá giếm thớt đó hả? Đúng rồi.
À không, cái này thì em nghĩ chắc em không có đâu. Nhưng mà quan điểm về hôn nhân của em thì dù gì anh người chồng cũng là đàn ông ấy, thì ít nhất cũng phải nhiều phụ nữ. Em chưa biết chuyện đó đúng hay sai, nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề ấy. Chứ đừng có bỏ đi nha, em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Anh cảm thấy là em nói là yêu cầu một người đàn ông cao 1m7 để lên á, anh chỉ có được 1m64 thôi. Thế dạ cái đó không sao, cái đó nếu mà tình cảm nhiều thì nó sẽ bù lại. Em suy nghĩ nếu tương lai thì lúc nào mình hẹn hò với nhau, lúc nào kết hôn? Theo em là vạn sự tùy duyên, khi nào đủ tình thì nó sẽ tới. Anh đây anh xác định nếu mà quen nhau á thì tầm khoảng cuối năm 2022 thì sẽ cưới. Còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật. Hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới vợ, anh có thể anh sang nước ngoài sống. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà lấy thì anh sẽ ở Việt Nam. Nếu mà em đã xác định được như vậy thì em có chuẩn bị gì về cái câu chuyện sau khi cưới không? Nói chung là em xác định nếu mà cưới thì em nói để mua nhà to thì em không biết là có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà để kiếm cái nhà để đi vào đi ra đỡ phải ở phòng đó thì khả năng em có thể làm được. Tốt. Bởi vì quá trình tích lũy của bạn cũng có. Bạn này đầy đủ kinh nghiệm để có thể xây đắp một cái ngôi nhà. Bạn này đầy đủ bản lĩnh để có thể vun vén cho gia đình. Vũ bước tới nắm tay bạn gái đi ha. Mình trao nhau một cái cảm xúc đầu tiên. Em gái đứng lên đi. Em gái rất là nhanh luôn đó nha. Xích ra đây. Chương trình này đến thì cũng giống như mình có cái duyên rồi. Thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á thì bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Không thì ok. Bạn em, anh run quá trời luôn. Anh cầm tay mà anh run như này. Em thấy anh cũng chín chắn, trưởng thành. Nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em. Thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Cho ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Đây có thể là một nửa cuộc đời của mình. Nếu thật sự chúng ta thấy được điều đó, chúng ta hãy bấm. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó xa vời quá, người này không hợp với mình, không có điều gì để bấm cả thì không nên bấm. Chúng ta chỉ bấm khi con tim mách bảo là bấm thôi. Và bấm phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Trả lời cho tôi biết lý do vì sao mà chần chừ hả anh chàng kia? Thì em nói với bạn gái thì cứ cho nhau cơ hội á, bấm nút đợi nếu mình tìm hiểu nếu hợp thì để tiến xa hơn, còn không thì thật ra tôi thích tính bạn gái nhất, rất là quyết liệt, rất là dễ thương luôn nha. Nếu mà chúng ta hợp ý nhau đó thì hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nào. Đấy, tuyệt vời đấy. Tôi thích cái vụ nắm tay này nè. Nắm thật chặt. Đến bây giờ vẫn còn run luôn á. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Cố gắng, cuối năm thông báo tin vui chúng tôi nha. Chúng tôi chờ đợi đấy. Và đây sẽ là món quà dành cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi bấm nút. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta thành công. Rất là vui. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Về không gia chủ, không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ em mát đồ này. Hả? Mát luôn. Mát luôn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ mình giới thiệu lớn lên nha. Mời em trai.
Đầu tiên cho em xin được chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Nguyễn Tuân. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ em đang kinh doanh tự do. Nhưng mà Tuân quê ở đâu? Dạ em quê miền Bắc Nam Định anh. Rồi mời bạn nữ nè. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường ạ. Em tên là Huỳnh Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang ạ. Hiện đang làm việc tại Thủ Đức. Mình làm công việc gì ạ? Dạ em đang là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Tuân là gì? Thì được cái hòa đồng ạ, đỡ mọi người. Em thì hơi nhút nhát tại vì khi gặp người phụ nữ mà đúng ý của mình thì không dám nói gì. Cái tật xấu gì không? Nhiều khi cũng hay nói nhiều. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết làm hết việc nhà, biết chăm sóc giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em ít nói và nhát, không tự tin trước mọi người ạ. Với một điều rất là đặc biệt nữa là không biết là bạn nam bên đó nghe xong không biết là có sợ không ạ. Em có cái tật là rất là giận nhá, rất là lâu ạ. Giận lâu á, giận dai á hả? Đăng ký chỗ nào cũng không bỏ qua luôn hả? Dạ đúng ạ. Ví dụ như vậy, cụ thể thì chuyện gì giận dai, dai là dai thế nào? Dạ em có giận một cái bạn kia tới 5-6 tháng gì đó. Bạn nó kêu năn nỉ miết xong rồi em cảm thấy là hả dạ em thề lỗi cho bạn đó ạ. Năn nỉ 5-6 tháng mới được luôn á. Dạ. Mà làm gì giận dữ vậy trời. Thường thì cái chuyện gì sẽ làm cho bạn giận lâu tới mức như vậy? Bạn đó với em thì chơi chung với nhau, làm chung công ty. Mà lúc đó thì em không có si vợ thì em nhờ bạn đó chở. Thì bạn đó không có chở, nó là trái đường không có chở. Xong người khác á, người khác con trai á thì khi bạn đó chở thì bạn đó đồng ý. Nên là em không nói chuyện nữa và không chơi nữa. Tự ái ha. Thôi tự nghe ái sợ không xem. Bạn trai? Dạ chắc em không sợ. Tại vì sợ. Em như tầm tuổi này thì cảm giác cũng gọi là cũng có đôi lần thì cũng đã gặp gỡ và va chạm những giống như kiểu mình cứ tưởng tượng như kiểu trong công việc sẽ phải có thời gian và sẽ phải có chờ đợi. Rồi vậy là hay, coi như chịu đựng tốt đó. Dạ. Rồi em trai đường tình duyên thế nào hả Tuân? Hồi còn ở ngoài quê thì có yêu một người. Lý do tại vì khi mà gặp gỡ rồi với qua công ăn việc làm nó không phù hợp anh. Tức là qua cái thời gian với lại công ăn việc làm, nhưng mà mình đi qua đi lại rồi thời gian nó không cảm thấy nó không phù hợp thì em xin rút luôn. Có mối tình đó thôi. Có về sau đây nữa thì có vào trong Sài Gòn thì giống như kiểu là mình cũng thích nhưng mà mình không dám thổ lộ, như kiểu là yêu đơn phương vậy. Đơn phương. Một mối tình 2 năm và mối tình đơn phương. Dạ, cộng thêm thời gian mình cứ lo tập trung vào công việc để mình làm ăn thì mình cứ muốn phát triển sự nghiệp nên thành ra là mình cũng không có nghĩ đến cái tuổi. Bây giờ mình cũng đã lớn rồi, đến bây giờ quay lại thì thấy cảm thấy là cái tuổi nó rất là lớn. Và mình muốn xây dựng gia đình. Rồi, dạ. Mời nhà gái. Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là lúc đó khoảng tầm 20 tuổi ạ. Là do cũng hiểu lầm, hai người hiểu lầm. Nên là thì sau đó em đi làm việc xe, em vô thành phố em làm. Thì cũng không ai giải thích luôn. Nên là chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen khoảng 2 năm ạ. Rồi người đó có người khác. Ông Mai quá, giờ ngó gì nhà tôi vậy? Tại nghe giọng nói dễ thương quá. Đang rung. Dạ không, em đang rung ạ. Rung đúng không? Dạ. Nghe nhà gái nói giọng dễ thương thành ra là qua nhìn nó mà xinh gái, bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, người đó thì cao phải 1m65 trở lên, nặng tầm 65-70 gì đó, tại em cũng hơi mập quá. Xong rồi có công việc ổn định, biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng, không có tính keo kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ, em mát luôn này. Hả? Mát luôn, mát luôn. Rồi. Tự tin quá ha? Tự tin. Chào bạn. Dạ, chào chị. Bên kia yêu cầu là cao 1m65. Có luôn, hơn luôn. Em hơn mình khiêm tốn tí anh, mình vừa đủ luôn. Vừa đủ 1m65. 65 mấy rồi, tôi đo rồi 65-2. Người ta ngồi mà đo. Bây giờ em muốn bạn gái sao nói cho bà mối nghe coi giống bên kia không? Em thì thích một bạn gái nhìn dễ chìm. Về tương lai thì sống về cho gia đình, biết nội ngoại đôi bên. Hai người nếu mà hợp nhau thì mình sẽ về có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người thân, người em của em họ là em Tuyền. Rồi em họ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là người thân của anh Tuân. Anh của em khá là nhút nhát nhưng mà được cái rất là chân thành.
Về công việc á, thì em nghĩ là hai anh chị khá là hợp nhau á. Tại công việc của anh là kinh doanh, còn chị là làm văn phòng thì có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Và một cái này em thấy có điểm chung giữa hai người là hai người đều biết nấu ăn. Anh Tuân cũng nấu ăn rất là ngon, và em thấy chị cũng biết nấu ăn và nội trợ, thì em nghĩ là sẽ bổ sung cho nhau. Hai anh chị cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Cảm ơn bạn. Cảm ơn gái. Mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây có một mình á. Có Ngọc Lan ở đây, Ngọc Lan sẽ hỗ trợ cho bạn. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuân. Có bó hoa tặng em, chúc em trẻ đẹp mà anh. Bó hoa. Em cũng có, hôm nay em tới chương trình cũng có bó hoa tặng. Thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á, nên em cũng có món quà tặng anh. Và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây. Rồi anh con em này. Dẫu trời, dẫu ngoài trời đang đổ nắng, anh có say nắng, em không. Tim em còn thiếu vắng anh. Tim em còn thiếu vắng anh. À. Câu này chắc trên mạng hay gì đó hay không là... em tự nghĩ ra à, tự nghĩ ra luôn dạ hả? Em chuẩn bị món quà thứ sáu từ trước à. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi món quà ý nghĩa, cô gái rất là chỉnh chu ha. Giao lưu về ca hát chút cho nó thoải mái đi, em trai hát bài gì đó tặng em gái, hai người đối diện mặt với nhau đi. Chưa dám hôn nhau, chưa lời thổ lộ, mà sao hơi thở như là của nhau. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng giờ là của nhau. Anh nha. Anh thấy em sao? Thì em hỏi anh là anh thấy em sao? Có phải là mỗi người anh đang tìm kiếm không ạ? Nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên, anh nhìn em thì rất là ok. Anh bây giờ anh cũng run, nó không biết nói gì. Nhưng mà quan điểm em nhìn như anh thì em đánh giá anh như thế nào? Em thấy anh được ạ. Nói chung thì anh thì là một người nói chung cũng sống nội tâm lắm. Nhiều khi thì nếu mà sống về có thời gian để anh em mình tìm hiểu sâu á, thì anh sẽ sống nội tâm nhiều hơn. Còn như kiểu như bây giờ thời gian anh em mình mới biết nhau thì nói chuyện rồi này kia chắc em cũng chưa hiểu hết được cái tính cách và cái mình sống nó như thế nào á. Thì ví dụ như anh em mình mà đến được với nhau thì em xác định anh em mình cưới luôn hay là như thế nào? Nếu mà đến được với nhau thì cưới luôn ạ. Tại vì em cũng lớn tuổi rồi, em cũng không phải là còn nhỏ và phải tìm hiểu, hoặc là như mấy bạn trẻ giờ phải yêu đương 2-3 năm rồi mới cưới ạ. Rồi, con của anh thì anh thích là một mẫu người chung thủy, đảm đang, chăm lo cho gia đình. Mong muốn của anh thì em vẫn đáp ứng được ạ. Em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm, và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm vậy mà. Rồi, hẹn hò sao đó? Như anh thì công việc anh tự do thì anh sắp xếp thời gian, anh gặp lúc nào thì cũng ok, không vấn đề. Chắc nếu mà được thì mình sẽ hẹn nhau vào cuối tuần này đi. Trời ơi, ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày chứ sao gặp nhau cuối tuần. Giờ gấp lắm. Bên đây người ta, đâu người ta là... Làm gì gấp như vậy, mà kém măng luôn. Tức là nhưng mà cái tuổi của người ta là cũng tuổi không gì, có con trẻ. Không, người ta nói là nhất cự ly nhì tốc độ, phải lẹ làng lên, muốn gặp nhau mỗi ngày. Hẹn lần đầu là thì tôi chuẩn bị cho nó kỹ, đúng rồi. Quà cáp rồi hẹn chỗ nào, tôi tính toán, tôi lên kế hoạch cho bất ngờ lãng mạn, phải có tuần thời gian chứ, hối quá nó cũng không được đâu. Ý mình là để đến cuối tuần để mình sắp xếp, đúng rồi, như anh Quỳnh Linh nói là đúng sắp xếp rồi, công việc cho nó bị... ổn định cái đã, bắt đầu thứ mình... cho bộ. Ta chuẩn bị sẽ tặng quà cho nó ý nghĩa. Làm gì làm phải nhanh gọn lẹ. Em gái rất là xinh đẹp, em đừng có tự ti gì hết. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Cô này buông ra nhiều người theo lắm á, theo nói dài dài luôn á. Thì dĩ nhiên rồi. Ừ. Cho nên là phải lẹ lẹ, như cự ly nhiều tốc độ chứ người ta nhiều người đeo đuổi lắm, một tuần mới gặp lần là 6 ngày, còn lại trong tuần là người khác gặp đó. Mai vậy em mướn nhà gần chỗ luôn, ở đó luôn. Chắc vậy thì em phải xoay lại cái thời gian thì tối mai em hẹn gặp luôn. Đó. Vậy đi. Được chưa hả mới? Được. Rồi, thật ra khi gặp cô gái này em có cảm nhận gì không? Em có rung. Có rung rất nhiều. Rung rất nhiều luôn. Rung động nha, chứ không phải là rung cầm cập nha. Rung vậy là mệt lắm nè. Ở thiệt. Rồi, có rung động trái tim không? Dạ, có anh. Em nhớ.
Em có thấy chàng trai em có thấy hợp với thấy những suy nghĩ, những cái tưởng tượng của mình về người yêu lý tưởng không? Dạ có ạ. Cô gái chưa có biết yêu lần nào hết trơn á, là nắm hai tay ha, tỏ tình gì đó đâu. Em gái đứng lên, mai là mối nó phải tới luôn, là nắm đó vậy mà kêu dùng tay bất đạt, cầm tay đúng không anh? Cầm tay xem nó có ấm không em? Đúng rồi đó. Yeah. Nắm chặt nha, nắm chặt, nhìn 30 giây, nhìn sâu thẳm vô trong mắt. 30 giây không liếc cái đâu hết, 30 giây bắt đầu. Nhìn đi, cô thấy gì trong mắt không? Em thấy tóe lửa tình rồi. Thấy tóe lửa tình rồi. À dạ. Yeah. Nói gì đó. Từ trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước. Dễ thương. Chắc như... chỉ có vậy thôi, văn em cũng chỉ có vậy. Ừ vậy là hay rồi. Nhưng mà hình như gương mặt của cô gái bất biến luôn á. Không. Em vẫn như vậy. Em sao, em thấy sao em gái? Không thì cũng em... đúng những cái lời của em suy nghĩ à, mà bạn đã nói rồi à. Em nói lại luôn đi. Thôi em đi đang run mà. Không, chắc nhà không trai muốn nhà gái nói mà. Em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã giúp đỡ cho em và bạn nam cũng như là người đó mà em cũng tìm kiếm bao lâu. Hay là chắc là thời điểm đã tới à, bạn gặp người đúng người à. Quan trọng là đúng người đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi. Quyết liệt. Chúc mừng em. Vâng, là quyết liệt. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ nắm tay nhau. Ừ, ta ôm luôn rồi. Đó. Bạn gái tình yêu còn non trẻ lắm. Ôm chặt vô thử coi. Không lẽ giờ ôm cũng dại. Ôm chưa để nguyên. Tôi chụp tấm hình coi. Được quá. Rồi ok, đây là quà của em. Nhớ đưa bạn gái đi tâm sự nha Tuân nha. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc họ sẽ sớm về chung một nhà. Bây giờ thì chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết rồi. Dạ không rượu chè? Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ ơi. Không, cà phê nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Nhưng mà con chưa có thố lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp. À, hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái con giúp lại. Giờ vẫn còn. Dạ vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. À. Mời nhà trai. Rồi mời đi em trai. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990. Em quê gốc là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ không? Em làm giáo viên dạy môn khỏe ạ. Trời ơi, vậy là hai người thì giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ có sự tương quan với nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. À. Dạ, con cũng đã từng học cũng tham khảo rồi cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. À. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được.
con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con tức là con mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ, đối với đường tình duyên của con á, thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á, nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp, hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái là con giúp lại. Giờ vẫn con. Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Dạ chào thầy. Dạ, ủa thầy ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm, nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến tới. Không thể tới. Dạ. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng, bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu, người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái, đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào. Ôi, hay vậy. Dạ, thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn, nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp. Không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Nay cặp đôi đồng trinh. Coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là khổ trước các... sướng sau thế mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau à. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Ừ. Cũng buồn hơn ha. Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là chắc luôn á. Nó sẽ khác nữa, nó không bồng bột giống như đúng ngày rồi. Xưa rồi. Em gái, bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Ừ. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên đây có đủ luôn. Bên đây đủ, dễ thương. Bên đây là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ không à, dứt điểm à, cái gì chắc chắn cái đó. Cái gì dứt điểm cái đó. Đây sát bên là khỏi lăng nhăng nữa, yên tâm. Rồi. Dạ không rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ không, cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường. À quên quên, ăn uống bình thường chứ quên. Dạ. Rồi còn không thích gì nữa không? Dạ, như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ, mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy. Bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm gì vận hành cái máy. Làm gì nói máy móc chi mệt. Hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe gì. Thiệt, nói chung là nói như chung hai. Cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Nói đó, đó vậy đi. Ừ, vậy đi. Okay. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt quá. Trang điểm thì vừa được rồi. Ở vậy được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm di nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ chào các cô ạ. Dạ xin chào chương trình. Xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Nói về Thảo đi ha. Thảo thì là người dân miền Tây. Cái đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật. Chịu thương, chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính, thì bạn có thể yên tâm về cái khoản đó. Vì Thảo
rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi. Thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó, thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô giáo nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Quyền Linh là nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác. Mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh ăn họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội, trao cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ. Cảm ơn. Em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi. Ta nó kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây, chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương, rất là mầm non, cà phê nha. Đây, xem phim nha, màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình, tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng, gói triều chăn ấm tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao, thủy chung son sắc đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa mến thương, trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời, mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Rồi. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn. Và cuối cùng mình sẽ đi ăn, rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi cho nó tình cảm đi. Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về, đôi lứa mừng vui. Xuân lên chùa ước nguyện tình riêng. Mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ anh có thể mở cái món quà ra. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Cảm ơn những quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu, đúng rồi, nó có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa? Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi, bây giờ thầy bước tới, nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok. Thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò với nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng
bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi, về chỗ nào? Cặp đôi này không bấm, tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn, đếm thôi. 1, 2, 3. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin ba hai bác ạ. À. Dạ. Cho con ôm bạn ạ. À. Đúng. Cho mình ôm. 30 mấy năm đó. Chắc vô. Đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng. Chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi, sao thôi ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một giữ món quà này để nhớ mãi. Dạ dạ. Giữ cái hình này nhớ luôn. Cái này để em về em sẽ... Đừng có xóa nó. Dạ, có nghĩa là mình sẽ chỉnh chu hơn. Đúng rồi, bổ sung vô thôi. Dạ. Bởi vì nó là một niềm không bao giờ quên được nha. Dạ dạ. Rồi, chúc cho thầy cô hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ.